Xin chào mọi người, thì hôm nay chúng ta tiếp tục tham quan một cái vườn dưa lưới giống đang thuần. Đấy, nhìn hình dạng của nó rất là lạ mọi người ha. Đấy, thì trong cái nhà màng này chúng tôi sẽ trồng 3 loại dưa, 4 loại dưa, nhiều loại dưa khác nhau. Thì ví dụ như cái lá dưa này chúng ta thấy là cái kích thước của nó rất là khủng nè. Đấy, hình giống như hình bí ngô ấy, nó có vân giống như vân dưa hấu vậy. Đấy. Bên này thì dưa thì nó sẽ hình bầu dục. Đấy. Chúng ta sẽ đi một vòng tham quan ha. Có rất là nhiều kiểu hình tính trạng khác nhau của các giống dưa lưới khác nhau mà trang trại nắng người do răng thùng và cho ra để lại tạo trộn ra những cái giống dưa lưới có tính trạng tốt nhất, năng suất chất lượng tốt nhất để có thể là thương mại trên thị trường. Dùng trái dưa này chúng ta thấy nó có màu vàng nè, dưa lưới đang được lai tạo với các phương pháp để làm sao cho ra những giống dưa tốt nhất. Đây, dưa này thì nó hình bầu dục màu xanh. Dưa trong này thì tròn, màu nó sẽ nhạt hơn, không được xanh đậm. Gần lưới nhìn khá là đều và đẹp, nó đang trong giai đoạn chín. Đây là những giống khác, trái đang sẽ nhỏ hơn. Hai hàng, hai giống khác nhau ha mọi người. Và có dịp thì xin mời mọi người đến trang trại Nắng Là Gió tham quan và trải nghiệm cái giống dưa lưới mới này để trực tiếp thấy, tận tay sờ và được những trưởng bộ phận kỹ sư nông nghiệp tại trang trại Nắng Là Gió hướng dẫn thêm. Và toàn bộ dưa lưới này được canh tác theo tiêu chuẩn ROGAP với công thức phân, nước, thuốc theo quy trình. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Nếu mọi người cảm thấy thích và thú vị với những video này, xin hãy nhấn đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi cho video này cho nhiều người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.